Tiền vệ Graham Hansen cho rằng mình không được tôn trọng khi bị huấn luyện viên Hedvig xếp dự bị ở trận đấu giữa Na Uy và Thụy Sĩ. Thật khó khăn, tôi không biết nói gì lúc này và không thể nói quá nhiều. Tôi cảm thấy mình đứng đây với sự bó buộc. Tôi bị chèn ép cả năm qua. Tất cả đều nói rằng cần sát cánh cùng nhau như là một tập thể, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ. Graham Hansen, ngôi sao của đội tuyển nữ Na Uy, bức xúc trên sóng truyền hình. Đội tuyển nữ Na Uy trải qua những ngày khó khăn tại World Cup nữ 2023. Họ thua New Zealand trong ngày ra quân và bị Thụy Sĩ cầm hòa ở lượt trận thứ hai. Chỉ có được một điểm sau hai lượt trận, rất nhiều khả năng nhà cựu vô địch thế giới bị loại ngay từ vòng bảng World Cup nữ 2023. Họ phải thắng Philippines, đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa New Zealand và Thụy Sĩ. Graham Hansen vừa lên ngôi vô địch Champions League nữ trong màu áo Barcelona. Cô chơi ở vị trí tiền vệ phải và được kỳ vọng là ngôi sao sẽ mang về nhiều bàn thắng cho Na Uy. Tuy nhiên, Hansen thi đấu mờ nhạt trong ngày ra quân. Huấn luyện viên Hedvig quyết định để học trò vào sân từ ghế dự bị ở lượt trận thứ hai. Lần này, Hansen thi đấu tốt và mang đến khác biệt, nhưng chưa đủ để có bàn thắng. Chẳng có gì là miễn phí trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng tôi có được sự tôn trọng, nhưng hóa ra không phải vậy, Hansen bức xúc. Huấn luyện viên Hedvig của đội tuyển nữ Na Uy nói, Hansen có quyền thất vọng và bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng kể từ khi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển, tôi luôn nói rằng tập thể đội bóng mới là quan trọng nhất. Tất cả cầu thủ đều muốn ra sân ngay từ đầu. Tôi đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của đội tuyển và tôi bảo vệ quyết định ấy. Bà Hedvig được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Na Uy vào tháng 10 năm 2022. Hedvig cũng là huyền thoại của bóng đá nữ Na Uy.